Một thứ mà khiến cho laptop Windows của anh em ngày càng lag mà tới 90% anh em đang xem video này vẫn đang bật nó. Và đó chính là cái của nợ này. Tối hôm qua mình có đang chơi game mà mình có tap ra ngoài để chuyển nhạc thì mình có lỡ tay ấn nhầm vào nó, thế là treo máy luôn. Ông nào lại vào bảo đấy không phải là lỗi, đấy là tính năng đi. Nhìn thì cứ tưởng như là một cái thông báo thời tiết rất là đơn giản và vô hại như thế, nhưng mà ai biết rằng là bên dưới đấy là một đống những cái tin tức mới nhất nó cập nhật liên tục, và đã có không ít những người dùng Windows bị ấn nhầm vào đó và dẫn đến treo thanh taskbar, thậm chí là đơ luôn cả máy khi mà bấm nhầm vào. Và tới hôm qua thì mình cũng đã trở thành nạn nhân này anh em ạ. Vậy thì cách tắt đi như thế nào, hãy làm theo mình nhé. Nếu anh em đang dùng Windows 11, hãy chuột phải ở phần taskbar, chọn taskbar setting và turn off cái phần widget này đi. Vậy là xong. Còn nếu anh em đang dùng Windows 10, hãy chuột phải vào thanh taskbar, tìm đến New and Interest và turn off. Và sau khi mà anh em đã vô hiệu hóa nó đi rồi thì nó hoàn toàn tiết kiệm rất là nhiều tài nguyên máy cho anh em, cũng như là tiết kiệm thêm cả pin cho anh em nữa. Và đây là Laptop World review tất cả các loại laptop.